Kem thân mến, tính chất đầu tiên của chúng ta với kim loại kiềm đó là phản ứng của kim loại kiềm với phi kim. Phản ứng của kim loại kiềm với phi kim. Tác dụng với oxy. Oxy là một trong các phi kim quen thuộc với chúng ta. Nó không chỉ quen thuộc ở trong hóa học mà nó còn quen thuộc với ngoài đời sống nữa. Bởi vì đây là một nguyên tố gần như là thiết yếu, không thể thiếu được ở trong quá trình hô hấp, trong quá trình sinh sống của các sinh vật. Sinh vật ở đây là có cả con người này, có cả các động vật, có cả thực vật. Các em chú ý nhé. Như vậy chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng của oxy rồi, đúng không nhỉ? Nhưng oxy ở đây cũng là một chất mà có khả năng oxy hóa tương đối là mạnh. Được chưa? Do vậy, với các kim loại có tính khử mạnh như là các kim loại kiềm, thì cái phản ứng với oxy là một phản ứng hiển nhiên xảy ra rồi. Nhưng chúng ta hãy thử quan sát và thử tìm hiểu xem là phản ứng này ở trong thực tế nó diễn ra như thế nào các em nhé. Kim loại kiềm thì đều tác dụng mãnh liệt với oxy và tạo thành các oxit kim loại. Tất cả các kim loại kiềm, nhớ từ tất cả, có nghĩa là bốn kim loại kiềm đó đều tác dụng được với oxy để tạo thành oxit kim loại, là hợp chất của kim loại với oxy các em ạ. Và các em lưu ý nhé, phản ứng này là phản ứng xảy ra rất mãnh liệt, rất mãnh liệt, được chưa nhỉ? À rồi, đấy. Và cái công thức chuẩn ở đây, cái công thức ký hiệu cũng như là cái phương trình hóa học ở đây sẽ là 2M cộng với oxy tạo thành M2O, và lưu ý là phải có nhiệt độ các em nhé. Phản ứng này sẽ không xảy ra nếu như không có nhiệt độ. Do vậy, nhiệt độ ở đây nó đóng vai trò như là một chất để một cái điều kiện, một cái yếu tố để làm cho phản ứng xảy ra nhanh hơn, làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Do vậy chúng ta lưu ý nhé. Ở đây chúng ta sẽ có được hai quá trình, đó là M thành M cộng cộng với 1E, và quá trình thứ hai là oxy nhận vào 4E để trở thành oxy 2 trừ. Được chưa nhỉ? Đây là hai quá trình oxy hóa khử. Thầy Duy dừng lại ở đây một chút, chúng ta thử phân tích nhé. Với cái quá trình của chúng ta ở đây thì khi chúng ta làm các bài tập có liên quan ở ngay sau cái chuyên đề này thì nói riêng hay là nói chung ấy, thì nếu như các bài tập mà chúng ta có một chất thôi thì cái vấn đề làm bài tập của chúng ta rất là đơn giản, đúng không nhỉ? Có một chất thì vấn đề làm bài tập rất đơn giản. Nhưng nếu như giả sử cái số lượng chất của chúng ta là nhiều hơn mà lại là các phản ứng gần như là nó tương đồng với nhau, thì lưu ý ở đây là chúng ta cái việc viết phương trình là nó rất là khó khăn. Bởi vì chúng ta có thể viết được một phương trình, viết được hai phương trình, nhưng nếu như từ phương trình thứ ba, thứ tư và thứ năm trở lên rồi thì cái vấn đề viết phương trình và đặt ẩn số sẽ là một cái chướng ngại vật đối với chúng ta khi giải các bài toán. Do vậy, với các bài tập này cũng giống như ở các video trước, thầy Duy luôn luôn hướng các em đến, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái gì nhỉ?